Thầy trò vùng cao xin kính chào quý thầy cô, quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn. Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị là hôm nay thầy trò đang có mặt ở một thôn biệt lập xa nhất của trung tâm xã, đó chính là thôn Làng Tống. Thời gian vừa rồi thì thầy trò cũng đã nghỉ hè, thì các em cũng ở trong team cũng đã về nhà và phụ giúp gia đình ạ. Và cũng rất là vui. Hôm nay thầy trò có mang một món quà rất là ý nghĩa của Nick Facebook là bạn Vân Anh Nguyễn và một bạn giấu tên ở Hà Nội có gửi về cho là hai hộp bóng đèn tích điện là gửi tặng cho là các em học sinh ở trong team. Vì ở trên cái khu vực thôn Làng Tống này là hầu như là chưa có điện, bà con sống rất là vất vả khó khăn. Đây, đồi núi thì chọc lóc hết rồi nhưng mà phong cảnh thì rất là đẹp. Đây, bà con là ở cái thôn biệt lập là rất là xa. Đây, đường đi vào là thầy trò đi vào gần cái chỗ dưới cái chân mây ấy là thôn Làng Tống ạ. Mùa hè thì là mát, nhưng mùa đông thì là lạnh lắm. Gì đây? Anh. Ờ. Vâng. Em đi vào phát cho học sinh ít quà. Vâng. Đi thôi, trời sắp mưa rồi. Vâng. Thời tiết hôm nay cũng mát thôi nhưng mà hy vọng rằng vào trong đấy là đừng có mưa. Mưa là thầy chó không thể về nổi luôn. Lúc kia là đang mưa kia đúng không? Đúng rồi. Mưa to đấy. Ừ, chỗ đấy khả năng là mưa to đấy, chỗ này nè. Lúc người đến đây đấy. Thấy không? Khả năng là một tí nó về tới đây thật. À, cái này là hai cô gửi là hai dòng khác nhau đúng không? Một cô là giấu tên ở Hà Nội, còn một cô là nick Facebook là Vân Anh Nguyên. Cái này là 10 cái. 10 cái à? Cho lọc thì nó tổng là 26 bóng à? Tổng 26 bóng. Thầy trò Hồng xin kính chào quý thầy cô, quý anh chị cùng toàn thể các bạn. Trong thời gian vừa qua thì là thầy trò đang nghỉ hè. Thì hôm nay cũng rất là vui là thầy trò có nhận được một cái xuất quà của nick Facebook là cô Văn Anh Nguyên và một cô giấu tên là có cả hai cô đều gửi về cho là các em ở trên cái hộ ở trong này cũng là cùng tem thầy trò Hồng Cao. Những chiếc bóng đèn tích điện, vì là ở các em đều ở trong cái thôn gọi là thôn Tống Ngoài là hầu như là đều là tất cả những hộ dân đây là đều chưa có điện, nên là các cô hôm mà cũng tâm sự với các em và cũng có gửi cho một ít quà, thì hôm nay thầy trò sẽ đưa lên để phân phát cho team thầy trò vùng cao và một số em học sinh ở trong thôn ạ. Thì bây giờ thầy trò sẽ nhờ bên chỗ bác trưởng thôn sẽ phát cho các em. Vâng, xin chào nhá. Vâng. Mày chín lo là. Mồm đâu? À, bóc ra thử một cái xem nào. Xem là kiểu có hướng dẫn sử dụng như nào. Cái này nó có gen bạn. À đấy, có cả sạc đấy. Bấm lên xem nào.
Nó có 3 nút. Một nút là sáng vừa, một nút bình thường và một nút là bóng nháy. Ok chưa? Phát cho phụ huynh cái. Vâng. Còn chỗ này thì sẽ là nhờ cho trưởng thôn sẽ gửi cho những hộ gia đình các em học sinh ở đây. Lấy chưa? Chi? Công bê lên cho thêm cái nữa. Không, không biết ua trò à? Hả? Em xin anh chứ. Vợ ua trò chứ. Thôi được rồi. Đa số các em học sinh bên này thì là rất là ngoan và sáng hơn là các em ở bên thôn Làng Linh. Và bà con bên này thì sống cuộc sống cũng đoàn kết hơn. Nhớ là cầm về nhà nhớ chưa? Còn về nhà đưa cho bố mẹ xong chưa? Vâng, cái chú áo đỏ là phụ huynh của bạn Ninh. Trước là chú cũng đi học y ra đấy, nhưng mà về là chắc là không xin được việc. Nên cuộc sống gia đình vất vả khó khăn lắm. Nó ok. Nhìn vào đây. Cô đại diện nói là cháu cảm ơn các bác các chú. Ninh. Cháu cảm ơn các bác các chú ạ. Chi. Chào cảm ơn các bác các chú ạ. Nhớ là cầm về nhà nhá, nhớ chưa? Vâng. Bây giờ thử mang bóng vào trong nhà xem nào, có sáng không? Hả? Đây là nhà của bạn Linh ạ, bạn Linh nữ. Đây, rất sáng luôn. Giá như có được tầm 2 cái thì đẹp nhờ. Anh thử lắp lên cái nữa xem nào. Để xa xa và để tận bên kia đi anh. Vâng. Không, thử để bên kia sao nó có sáng được nhiều. Vâng, ok rồi. Vâng, thì cái bóng này là bóng này có thể là mình sạc điện được ấy. Vâng, thì đi mà, vâng, đi lương đi đang, các đang kiểu yếu, được. Vâng. Đang yếu điện xong là nó. Vâng. Nhưng mà sạc cắm điện thanh vào là phải ngay. Vâng, thì có thể cầm đi lương này đi dãy hoặc ban. Vâng. Bởi cái này nó cũng được thời gian được nhiều phết em ạ. Vâng. Ok rồi. Đây, cái này thì đang cái này đang sáng điện khỏe. Hai hộp là hai cỡ bóng đúng không? Một loại to, một loại nhỏ. Kính thưa quý thầy cô, quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn. Hôm nay team thầy trò vùng cao rất là vui được nhận những món quà rất là ý nghĩa từ quý Mạnh Thường Quân gửi về hỗ trợ cho các em học sinh, là mỗi em là một bóng đèn tích điện. Tuy món quà rất là nhỏ bé thôi nhưng mà rất là ý nghĩa với đối với các em vùng cao. Và trong ngày hôm nay thì trưởng thôn cũng có nhờ qua kênh thầy trò vùng cao xin phải được kết nối tới các nhà hảo tâm quý Mạnh Thường Quân là chung tay thắp sáng bản làng. Dự án là mỗi gia đình xin một bóng đèn năng lượng. Thì hôm nay thầy trò cũng tìm hiểu trên mạng là mỗi bóng đèn là 750.000
nhân với lại 115 hộ ở trong thôn biệt lập Tống Ngoài là tổng đã là rơi vào là 86 triệu ạ. Thì thầy trò không biết nói gì hơn. Xin được kết nối tới quý thầy cô, quý cô bác anh chị, quý mạnh thường quân trong ngoài nước chung tay ủng hộ giúp đỡ cho bà con là một bóng đèn năng lượng thắp sáng bản làng cho đồng bào bà con được sinh hoạt dễ dàng hơn. Và sau đây thì trưởng thôn cũng xin có lời gửi tới quý thầy cô, quý cô bác anh chị cùng các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm. Vâng, xin mời em. Thưa các chú bác, là hiện tại thôn là có 115 hộ là chưa có đường điện, cho nên là vẫn xin là các nhà tài trợ hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ với cái điện năng lượng mặt trời để bà con có cái thuận tiện là sáng làm việc trong gia đình. Vâng, một trưởng thôn là em cũng rất là nhỏ tuổi nhưng mà cũng đã được là bà con trong thôn là tin tưởng bầu em lên làm trưởng thôn, rất là có trách nhiệm luôn. Thì thầy trò cũng chưa hứa trước được vì là về cũng phải nên lập cái dự trù kinh phí xem là một cái bóng đấy là 750.000 thì còn phải là tiền dây nữa, tiền dây phải đưa cái pin năng lượng lên trên mái nhà để xem là tổng là sẽ rơi bao nhiêu tiền, thì thầy trò sẽ là cầu nối tới quý mạnh thường quân giúp đỡ cho bên thôn nhá. Còn bây giờ là thôi thì có ít thì dùng ít, thì cứ em cứ phân chia cho các cháu ở đây là hiện tại thì là với là cái tấm lòng thôi, tấm lòng của quý mạnh thường quân gửi về thì gửi về nhiều thì mình được nhiều mà gửi về ít thì mình được ít nhá các bạn nhá, nhớ chưa. Đấy nên là nhờ chỗ trưởng thôn nhá, em cứ phân chia cho các cháu ở đây thì là những cái món quà rất là ý nghĩa, thì thôi dựa lời khéo nói với em nhá, không lại người được người không được thì nguy hiểm. Tim thầy trò vùng cao xin gửi lời tới nick Facebook bạn là Vân Anh Nguyễn. Em Vân Anh Nguyễn và một chị ở Hà Nội là giấu tên, có những món quà rất là tuyệt vời ý nghĩa tới cho các bạn ở trong team. Thì cũng báo cáo cái này thầy trò xin thưa quý cô bác anh chị là ở cả cái thôn làng Tống là một cái thôn biệt lập cách trung tâm là khoảng tầm 15 km, và trong này thì điện đường trường trạm đều chưa có cả, đa số là người dân là sống bằng đèn dầu thôi. Thì thầy trò cũng không biết nói gì hơn là muốn là xin một cái dự án cho bà con ở trong thôn được mỗi hộ gia đình là một bóng đèn năng lượng để cho bà con buổi tối là có cái ánh sáng sinh hoạt hàng ngày ạ. Thầy trò không biết nói gì hơn, xin được thay mặt bà con trong thôn xin được gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm, những tấm lòng của quý mạnh thường quân vẫn đồng hành cùng với kênh. Một lần nữa thầy trò xin được gửi lời chúc tới toàn thể quý thầy cô giáo, quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo. Xin chào.